Xin chào bà con, thì hôm nay mình quay bà con xem về cái clip mà ghép sầu riêng hai gốc một thân. Thì hầu như tất cả bà con đều thắc mắc là clip cách đây khoảng một năm mình trồng hai cây sầu riêng sát nhau, thì một số bà con cũng điện thoại hỏi là mục đích của cái việc mà trồng hai cây sầu riêng sát nhau để làm gì. Thì mình cũng quay rất là nhiều và đối chiếu rất là nhiều cho bà con về cách mà quay và ghép hai gốc sầu riêng sát nhau. Thì hôm nay mình quay bà con xem đó là hai gốc cây sầu riêng vào một thân với nhau. Giờ cây này phát triển rất là cao và khỏe, rất là nhanh, tốc độ phát triển cực kỳ cao và mạnh. Thì đây là cái clip mình quay bà con xem trên cây trồng thế này. Thì để cho bà con khỏi thắc mắc thì mình quay rồi kiểm tra lại cây sầu riêng sau khi mà thời gian là một năm thì nó phát triển như thế nào, và tỷ lệ nó có bị chèn ép hay là cạnh tranh dinh dưỡng hay không. Nhiều người nói nếu mà trồng hai gốc này thì nó bị tước cây, phù cây, sẽ không cân đối cây. Cái đó thì bà con chưa ghép nên mà con không thể biết được. Nhưng đây là cây sầu riêng mình ghép, mình kiểm tra hiện trạng cho bà con xem luôn đó. Vì đa số ở Tây Nguyên, Đắk Lắk chúng ta thì bà con trồng mô hình là xen canh là chính, không có trồng rặt, nên cái tỷ lệ chăm sóc cây nó sẽ không cân đối bằng với trồng rặt. Thì ra nó cạnh tranh dinh dưỡng giữa cà phê, nên là qua đó cái chế độ bón phân bà con phải phù hợp. Bà con nhìn nè, nó cao không? Cao gần tới 3 mét rồi. Cây sầu riêng sau 1 năm là gần 3 mét rồi đó, sau khi trồng hai gốc một thân á. Rất là khỏe, và cái tình trạng mà bị xì thân xì mũ trên cây sầu riêng á sẽ rất là ít, vì tới hai cái gốc này nó nuôi một cái cây nên tỷ lệ rất là khỏe. Đây là một cây sầu riêng hai gốc một thân. Thì mình nói lại, hai gốc này nuôi một thân có nghĩa là nếu bà con chọn cái giống nào thì bà con đưa cái ngọn nó vô còn ghép áp lại. Thì về cái vấn đề mà ghép áp thì mình cũng hướng dẫn cho bà con rồi, ghép rất là chi tiết về kỹ thuật ghép sầu riêng đó. Bà con xem lại clip đó mình quay hướng dẫn bà con. Thì toàn bộ cái cây sầu riêng này mình quay rất là chi tiết cho con xem về khả năng sinh trưởng và phát triển của nó rất là mạnh và khỏe, vì tới hai gốc nuôi một cái thân mà nuôi một ngọn nên tỷ lệ rất là khỏe và mạnh. Đây là một cây sầu riêng đó, mình quay rất là chi tiết và con xem, nhìn từ lá lên tới ngọn rất là cao, cây rất vững chắc đó. Và con nhìn như cái chặng lá ghép lên, thì phương cái này hầu như bà con nông dân chúng ta, có một số bà con nông dân đã áp dụng và chưa áp dụng, thì mình quay cái này. Thì nếu bà con nào có nhu cầu áp dụng thì bà con có thể nhìn vào clip mình làm hướng dẫn bà con để bà con xem. Đó là một cây. Thì mình đi tiếp lên đây còn xem một cái cây sầu riêng nữa, rất là khỏe và mạnh, cũng hai gốc nuôi một thân, nhưng mà tỷ lệ vườn sầu riêng mà theo cách ghép hai gốc nuôi một thân đó, rất là nhiều. Đây, đây cũng là một cây hai gốc nuôi một thân này, con nhìn nè, cây rất to khỏe, không bị cạnh tranh. Thì nhiều người hay để ý là cây bên kia sẽ chọt vô thân bên này sẽ bị cong cây hay là không cân đối, cái đó sẽ không có. Vì khi mà dinh dưỡng đã cân đối vô cây thì tất nhiên sẽ duy trì được cái gốc của cái thân này, và gốc của cái thân kia sẽ cân đối đi, và cái việc hút dinh dưỡng nó sẽ cân đối lên, vì nó sẽ cân đối lên với cái mạch dẫn lên một thân. Bà con thấy không, một gốc to một gốc nhỏ sẽ cân đối, thì nên dẫn đến cái tình trạng mà cây chúng ta chống đổ sẽ là rất là cứng cáp, sau này rễ ăn rộng ra hai bên, nhưng mà hai thân nuôi một cái thân á nó cứng cáp đó. Bà con thấy cây không, mình sẽ quay từ từ lên tới cái mắt ghép cho con nhìn cái việc này để bà con thấy được cái thực tế. Vì nhiều người họ nghĩ cái phương án ghép này nó sẽ không có hiệu quả, không có cao, nhưng thực chất ra mình đánh giá hiệu quả cực kỳ cao, một cây rất là khỏe mạnh. Nếu mà cái thân bên kia vô tình nó gãy luôn đi thì cái ngọn bên này vẫn nuôi được, nuôi vẫn tốt, nuôi không sao hết, không ảnh hưởng gì đó, mình dám chắc chắn với bà con. Nếu mà một gốc nào gãy hay chết thì vẫn còn được một cái gốc kia nó sinh trưởng dinh dưỡng và phát triển bình thường, cây không có bị ảnh hưởng gì hết đó. Mình quay rất chi tiết con hai gốc, thì bà con nhìn sơ sơ là tưởng cái cành, nhưng vài bữa mình sẽ quay cho con xem về cách ghép độc và lạ nhất của nông dân bà con ở Tây Nguyên Đắk Lắk chúng ta về cây trồng. Thì mỗi bà con chúng ta thì có một cái cơ chế riêng và một cái phát minh riêng của nông dân chúng ta. Thì cái tư duy của mỗi bà con thì có những phương án ghép khác nhau, mình cũng hướng dẫn cho những bà con đó những cái phương án ghép khác nhau để cho cây chúng ta đạt được năng suất cao. Qua đây thì cũng có số bà con điện thoại hỏi cho mình muốn ghép 3 thân được không, 4 thân được không. Có nghĩa là bà con ghép 3 đến 4 gốc hoặc 5 gốc vô một cây vẫn được, không sao, không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà quan trọng là cái kỹ thuật đòi hỏi bà con ghép sao cho cây sầu riêng chúng ta nó sống, cái đó là một cái vấn đề quan trọng nhất để mình nói cho con có kỹ thuật mà ghép. Không phải bà con cứ ghép áp chui vào nó sống đâu, tỷ lệ sống rất là khó, không như những cây trồng khác. Đặc biệt cây sầu riêng là cây rất là khó, so với bơ thì rất là dễ, bơ xoài rồi bà con ghép rất dễ, nhưng mà sầu riêng ghép rất là khó. Thì đó là mình sẽ quay cho con toàn bộ cái vườn mà hồi trước đây một năm mình quay cho con xem về cách mà ghép hai gốc một thân và cách sinh trưởng phát triển như thế nào. Thì mỗi clip mình chỉ chia sẻ những quan điểm khác nhau, thì qua đó những bà con nào mà muốn xem
hoặc chia sẻ áp dụng cái vườn của mình vào cái vườn của bà con nông dân á, thì con thể áp dụng. Vì những clip mình quay chủ yếu là chia sẻ những vườn, những cách, những mô hình của bà con nông dân khác nhau. Cái này không, mình không ép bà con làm hay không bắt buộc bà con làm, vì đó là tùy. Nên qua đó sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều nhau về cái kỹ thuật mà ghép. Nên đó là clip này mình sẽ quay và chia sẻ để con nhắc nhở được cái công tác mà chăm sóc của cái vườn của mình cho đạt được năng suất cao. Thì đó là cái vấn đề mà ghép cành. Thì sau khi ghép xong thì bà con vẫn chăm sóc chế độ phân bón bình thường cho mình, vẫn phân bón vi sinh, phân chuồng, rồi BK, rồi phân bón lá, nấm bệnh, thuốc sâu để tránh tình trạng mà côn trùng nó ăn gây hại trên cái sầu riêng của chúng ta. Thì qua đó bà con định kỳ kiểm tra có nhện đỏ hay không á, thì con cũng phun phòng cho mình. Thì mình sẽ đi từ từ cho con xem tất cả các cây sầu riêng mà ghép hai gốc một ngọn. Đó, ở đây cũng là một cây sầu riêng hai gốc một ngọn này. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ quay hết cái vườn này cũng rất là dài nên bà con theo dõi. Thì bà con có thắc mắc thì bà con có thể điện thoại, số điện thoại dưới mình tư vấn thêm. Thì mình giải thích lại một lần nữa, đó là cái việc bà con ghép hai gốc nguyên một thân này, nếu bà con chọn gốc chính, cây chính là cây nào thì bà con lấy cái gốc kia bà con ép vô cái cây chọn chính đó, thì sau này sẽ ra cái giống đó. Vì có số bà con lại thắc mắc không hiểu là tại sao ghép hai gốc nuôi một ngọn. Mục đích chính của clip này là mình cho cái cây nó khỏe mạnh và phát triển nhanh chóng hơn và vững chắc hơn, chống bị gãy đổ ngã hay là bị xì thân thối rễ đó. Nếu mà gốc của cái sầu riêng mà gốc nhớt bình thường á, thằng hạt á, nó rất là khỏe. Còn cái giống kia bà con trồng nếu vô tình gốc ghép á thì nó yếu, thì lấy cây này nuôi cây kia rất là khỏe. Thì qua đó công tác tỉa cành thì bà con cũng cần cân đối cho mình với những cái sầu riêng con như thế này. Nước non đầy đủ để cho cây chúng ta nó phát triển mạnh. Vì giai đoạn gần đây thì hầu như bà con ở cả nước á, đều rất thích trồng sầu riêng và bơ. Nên qua đó mình sẽ luôn luôn cập nhật những cái video, những cây trồng hay mới cho bà con xem. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.